cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến cháu 3 tuổi tử vong, người bà bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, Bà LTH 56 tuổi cùng với cháu trai PTH 3 tuổi đang ở trong nhà tại thôn Quang Tiền, xã An Dũng thì Võ Văn Quý 32 tuổi, chú cùng thôn Quang Tiền, bất ngờ đi từ ngoài ngõ xông vào nhà, dùng dao chém nhiều nhát vào bà H và cháu trai 3 tuổi. Nghe tiếng hét thất thanh, hàng xóm chạy đến thì phát hiện cháu H nằm bất động giữa nền, còn bà H bị thương. Sau đó, lực lượng công an đã ập vào hiện trường bắt giữ Võ Văn Quý. Bà Hát cùng cháu nội được người thân đưa tới Bệnh viện Đa Khoa huyện Đức Thọ cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Hát đã tử vong. Còn bà Hải tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An để điều trị tiên lượng nặng. Theo lãnh đạo địa phương, Quý từng đi xuất khẩu lao động, hiện là lao động tự do. Gia đình bà Hát cách nhà nghi phạm hơn 500 mét, gần đây không có mâu thuẫn, xích mích gì với xóm làng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ ông U, sinh năm 1983, để điều tra về hành vi đâm gục vợ trên đường Lương Ngang, xã Tân Nhật. Bắt đầu, người đàn ông thừa nhận đã dùng hung khí tấn công bà Hát do mâu thuẫn vợ chồng. Sau khi gây án, ông U trốn khỏi hiện trường và bị Công an huyện Bình Chánh truy xét, bắt giữ vào sáng ngày 19 tháng 3. Trước đó khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân thấy người phụ nữ hơn 30 tuổi chạy xe máy trên đường Lương Ngang. Khi qua địa bàn ấp 3 xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, người phụ nữ được cho là bị một người đàn ông đi xe máy dùng hung khí tấn công. Nạn nhân trọng thương gục tại chỗ, nghi phạm sau đó tẩu thoát. Người dân khu vực hô hoán tới kiểm tra thì người phụ nữ nói rằng bị chồng đâm. Người phụ nữ sau đó được người dân phối hợp với công an đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa khu vực, lấy lời khai điều tra một số người dân cho biết người phụ nữ có gia đình và hai con thời gian gần đây người thân nạn nhân ở xã tân nhật mất nên người này về đây lo việc thắp hương trông nom nhà cửa sáng cùng ngày người phụ nữ đưa con đi học sau đó ghé chợ trên đường tân long gần chân cầu ấp quán mua đồ về nấu ăn khi nạn nhân rẽ từ đường tân long vào đường lương ngang một đoạn thì bị người đàn ông chạy xe máy theo phía sau tấn công hiện vụ việc đang được điều tra Liên quan đến án mạng ngày 19 tháng 3, một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Đắk Rơ, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắc Nông xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đánh nhau khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu tối ngày 18 tháng 3, một nhóm khách ngồi ăn nhậu tại quán vịt cỏ ST trên địa bàn thôn 6 xã Đắk Rơ, trong quá trình ăn nhậu trong nhóm này đã xảy ra xô xát đánh nhau. Đến khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, Phạm Bá Sơn 39 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Hát 27 tuổi, ngụ huyện Đắk Min tỉnh Đắk Nông tử vong. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân vụ việc. Mới đây, công an thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các lực lượng phối hợp điều tra nguyên nhân người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ. Trước đó ngày 16 tháng 3, chị HTBT 29 tuổi, ngụ thành phố Bà Rịa, thuê nhà nghỉ IB do mấy ngày liền không thấy chị T ra khỏi phòng, nên khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 3, quản lý nhà nghỉ cùng nhân viên tạp vụ lên phòng kiểm tra. Khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện chị T đã tử vong trên giường. Trên mặt có chảy máu, bọt khí, cơ thể có các dấu hoen đỏ. Nhân viên nhà nghỉ đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Bà Rịa đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, nguyên nhân ban đầu xác định chị Tê tử vong do phù phổi cấp. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Ngày 19 tháng 3, chị Lương Thị Huấn sinh năm 1977, trú xóm 6, xã Phúc Sơn, huyện An Sơn, Nghệ An cho biết Suốt 4 tháng qua, gia đình chị làm mọi cách để tìm con gái bị mất liên lạc nhưng không được. Gia đình chị cũng đã trình báo lên công an xã để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì. Theo chị Huấn kể lại, trước đó vào giữa tháng 11 năm 2023, con gái chị là Nguyễn Thị Yến sinh năm 2005. Theo một người bạn đi xuống thành phố Vinh rồi qua huyện Nguy Xuân, Hà Tĩnh để làm thêm. Biết con đi làm thêm tại quán pizza, chị Huấn đã khuyên con nghỉ về kiếm việc khác. Ba ngày sau, Yến nghỉ tại quán rồi về nhà một người bạn gái mới quen ở huyện Nguy Sơn, Hà Tĩnh chơi. Khoảng ngày 25 tháng 11 năm 2023, Yến cùng bạn gái mới quen bắt xe khách đi Hà Nội. Trên đường đi, Yến gọi về thông báo với mẹ đang đi ra Hà Nội để xin việc làm. Yến báo với mẹ, khi nào đến nơi sẽ gọi về báo cho bố mẹ. Lo lắng nên chị Huấn gọi liên tục nhưng Yến không nghe máy mà nhắn tin báo về con đã ra đến Hà Nội và làm tại một quán cà phê sáng với mức lương 6 triệu đồng. Chị Huấn lo lắng con gái bị các đối tượng dụ dỗ đi làm việc xấu nên nhiều tháng qua gia đình tìm mọi cách để liên lạc, tìm kiếm con nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Chị Huấn nói chồng chị vì lo lắng nên gọi nhiều nhưng Yến đã nhắn đừng gọi điện thoại, Yến sẽ gọi lại qua Facebook. Tuy nhiên sau đó người nhà liên lạc gọi mãi mà số điện thoại của Yến thuê bao không liên lạc được nữa. Từ đó đến nay gia đình không có thông tin gì về cháu, số điện thoại đó bây giờ cũng đã bị hủy. Được biết chồng chị Huấn bị bệnh hiểm nghèo, hàng ngày hai vợ chồng chị ở nhà làm nông. căn bệnh hiểm nghèo khiến chồng chị Huấn chỉ quanh quẩn ở nhà làm những việc nhà, đến tháng lại phải đi các bệnh viện để mua thuốc chữa trị. Chị cho biết. Mấy tháng qua tìm kiếm con nhưng không được, gia đình cũng đã đăng thông tin lên các trang mạng nhờ mọi người giúp đỡ tìm con. Không tìm thấy con ở nhà lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Chỉ mong tìm thấy con về bình an. Sau khi con gái mất liên lạc, gia đình đã trình báo công an xã nhờ giúp đỡ tìm kiếm nhưng chưa được. Gia đình chị sẽ tiếp tục lên công an huyện để trình báo và nhờ giúp đỡ tìm kiếm con. Ngày 20 tháng 3, bà Lê Thị Thuận, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Vị Xuyên cho biết, Đơn vị vừa có báo cáo kết quả xác minh vụ việc giáo viên đánh học sinh tại trường tiểu học Ngọc Minh, gửi Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Trước đó, ngày 15 tháng 3, trên mạng Facebook đăng tải thông tin học sinh bị thầy giáo đánh tại trường tiểu học Ngọc Minh, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo trường tiểu học Ngọc Minh và trực tiếp làm việc để xác minh rõ nội dung. Theo đó, học sinh có hình ảnh đăng tải trên mạng Facebook là Hoàng Minh Quy, lớp 2A, trường tiểu học Ngọc Minh. Sáng 13 tháng 3 trong giờ học môn chính tả, do không viết được bài nên thầy giáo Nguyễn Thế Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A đã dùng que tre nhỏ đánh vào vùng đầu học sinh Hoàng Minh Quy. Lúc đó học sinh Quy chưa có thương tích gì và khi hết buổi học thì Quy về nhà sinh hoạt bình thường. Xác minh trên lớp 2A, một số học sinh trong lớp khẳng định sáng 13 tháng 3, trong tiết chính tả, thầy giáo Nghĩa có dùng que nhỏ đánh từ 3 đến 4 cái vào đầu học sinh Quy. Ngoài ra, xác minh thông tin từ các học sinh trong trường, vào chiều 13 tháng 3, học sinh Quy có đi xe đạp buông hai tay và bị ngã xe đạp. Tuy nhiên, qua làm việc với em Hoàng Minh Quy, thì em này khẳng định đã bị thầy nợ dùng que tre nhỏ có đường kính 0,5cm, dài 22cm đánh vào đầu, còn chuyện bị ngã xe đã xảy ra từ trước Tết nguyên đáng. Phía gia đình học sinh Quy cho rằng những vết bầm tím trên mặt, trên mắt học sinh Quy là do thầy giáo Nghĩa đánh vào vùng đầu, dẫn đến sưng mắt và mặt. Vì thế gia đình đã đăng tải thông tin này lên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 3. Sau khi vụ việc diễn ra, trường tiểu học Ngọc Minh đã phối hợp cùng gia đình đưa học sinh Hoàng Minh Quy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết luận kiểm tra sức khỏe em Quy không có bất thường, nội sọ trên CT scanner, sọ não, phù nề phần mềm đỉnh trái phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên cho rằng hành vi của ông nguyễn thế nghĩa vi phạm quy định đạo đức nhà giáo và quy định về hành vi ứng xử trang phục của giáo viên nhân viên trong điều lệ trường tiểu học quan điểm của phòng là nếu cá nhân tổ chức có vi phạm thì phải yêu cầu xử lý vi phạm đến đâu thì xử lý đúng theo quy định đến đó không dung túng hay bao che bà lê thị thuận trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên khẳng định phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ giáo viên phụ huynh học sinh tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường học tăng cường giáo dục đạo đức lối sống đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên nhân viên tiếp tục phối hợp với gia đình quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh vụ việc được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ